Cũng trong chiều nay, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc mừng bệnh viện Quân y Nam, bệnh viện mắt tỉnh, trung tâm y tế thành phố Tam Điệp và thầy thuốc ưu tú Đinh Thị Minh Hương, nguyên giám đốc trung tâm y tế thành phố Tam Điệp. Cùng đi có lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Y tế và thành phố Tam Điệp. Tại bệnh viện Quân y Nam, sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo những kết quả nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả mà bệnh viện đạt được, đóng góp tích cực vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, nhất là trong điều kiện bệnh viện vừa được chuyển về quân đoàn 12. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, đơn vị vinh dự hai lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng khám điều trị bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh hỗ trợ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nhất là đối với những kỹ thuật mới mà bệnh viện đang triển khai đồng thời tiếp tục làm tốt công tác dân vận tăng cường tình đoàn kết quân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh tới thăm và chúc mừng cán bộ nhân viên bệnh viện mắt tỉnh, đồng chí Mai Văn Tuất đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện trong đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý bệnh viện để đáp ứng với yêu cầu trong điều kiện hiện nay. Đồng chí đề nghị cán bộ nhân viên bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tham mưu với ngành để đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo đồng bộ để phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp, đồng chí Mai Văn Tuất gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn trung tâm nhân dịp đầu năm mới và ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao những kết quả hoạt động mà trung tâm đã đạt được trong năm 2023, nhất là việc áp dụng khoa học công nghệ trong công tác lãnh đạo, điều hành và khám chữa bệnh, đồng thời đề nghị trung tâm cần tiếp tục xây dựng thương hiệu của đơn vị, huy động nguồn lực nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, nhất là đối với y tế cơ sở tuyến xã phường phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe của thành phố tổ chức khám sàng lọc cho đội ngũ cán bộ thành phố theo phân cấp quản lý. Tới thăm chúc mừng thầy thuốc ưu tú Đinh Thị Minh Hường, sinh năm 1950, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tâm Điệp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất ân cần hỏi thăm cuộc sống gia đình và chúc thầy thuốc ưu tú Đinh Thị Minh Hường sức khỏe hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp cùng ngành y tế làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp mà thầy thuốc ưu tú Đinh Thị Minh Hường đã công hiến trong suốt quá trình công tác. Bà là tấm gương sáng để các thế hệ học tập và noi theo.